cho rằng một số quy định trong luật du lịch 2005 không còn phù hợp. Tổng cục Du lịch và Hiệp hội Du lịch Việt Nam vừa đưa ra 4 nhóm vấn đề lớn đề nghị sửa đổi. Đây là kết quả được tổng hợp qua nhiều buổi hội thảo tọa đàm lấy ý kiến doanh nghiệp về góp ý sửa đổi luật du lịch 2005. 4 nhóm vấn đề lớn được doanh nghiệp du lịch đề nghị sửa đổi bao gồm xếp hạng khu du lịch, điểm du lịch, điều kiện kinh doanh lữ hành, thể hành nghề hướng dẫn du lịch, thẩm định, xếp hạng cơ sở lưu trú. Cụ thể với vấn đề xếp hạng khu du lịch, điểm du lịch, doanh nghiệp đề xuất cần thay đổi toàn bộ quy định về thẩm quyền, cách thức công nhận và xây dựng bộ tiêu chuẩn quốc gia để làm cơ sở đánh giá, thẩm định và xếp hạng. Về điều kiện kinh doanh lữ hành, các doanh nghiệp cho rằng có sự không công bằng khi các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế phải có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, trong khi doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa không yêu cầu phải có giấy phép và không phải ký quỹ đặt cọc. Do đó, doanh nghiệp đề xuất bổ sung đối tượng phải cấp giấy phép kinh doanh lữ hành cũng như các điều kiện bảo đảm phù hợp với quy định trong luật đầu tư, trong luật du lịch ngoài ra các doanh nghiệp du lịch cũng đề xuất điều chỉnh cách thức đào tạo cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch bổ sung quy định về các loại hình cơ sở lưu trú du lịch trình tự thủ tục thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch vào luật du lịch sửa đổi do những bất cập trong các quy định này hiện nay